Tung đội hình dự bị, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn hiên ngang tiến vào chung kết. Ao trình là gì? Là Việt Nam ở Challenger Cup năm nay. Trận bán kết đáng lẽ là một trận đấu căng thẳng, quyết liệt giữa hai đội bóng mạnh của giải. Thế nhưng, các cô gái Việt Nam đã giải quyết trận đấu một cách vô cùng dễ dàng. Thậm chí, Thanh Thúy và Kiều Trinh còn chưa phải ra chiêu. Các cô gái Việt Nam tỏ ra quá mạnh trước Ấn Độ, liên tục dẫn điểm với những miếng đánh đa dạng. Chúng ta dễ dàng làm chủ cuộc chơi, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Thế trận một chiều đến mức, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tung đội hình dự bị vào sân để giữ sức cho các trụ cột chuẩn bị cho trận chung kết. Chính điều này cộng với một chút chủ quan ở set thứ 3 đã giúp cho Ấn Độ có cơ hội dẫn điểm. Thế nhưng ngay lập tức, các cô gái Việt Nam đã dập tắt những hy vọng của đối thủ. Thanh Thúy xuất chiêu và đội tuyển Việt Nam băng băng đến chiến thắng. Bích Thủy trong ngày được huấn luyện viên tin tưởng tạo điều kiện ra sân đã tỏa sáng rực rỡ. Cô là người ghi điểm nhiều nhất ở trận đấu này với 13 điểm. Hiệu suất tấn công lên đến 61%. Nguyệt Anh và Đoàn Thị Xuân là hai cái tên khác chơi tốt ở trận bán kết với lần lượt là 11 và 10 điểm ghi được. Trong khi đó, Thanh Thúy, Kiều Trinh hay Lâm Oanh, những trụ cột của đội tuyển đã được cất đi, dưỡng sức chuẩn bị cho trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam khép lại trận bán kết với Ấn Độ một cách vô cùng chóng vánh chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu với tỷ số là 3-0, 25-17, 25-18 và 25-19. Phong độ hủy diệt khi chưa thua một set đấu nào, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn tự tin bước vào trận chung kết của giải. Chúng ta sẽ gặp đội chủ nhà Indonesia ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 25 tháng 6. Với tinh thần, phong độ tốt như hiện tại, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng chinh phục thử thách cuối cùng mang tên Indonesia. Bước một rất tốt. Quả đánh không thành công của Bích Thủy. Vẫn còn. Tình huống thủ bóng hay của Kim Liên. Cơ hội lại đến với Ấn Độ. Thêm một pha phòng thủ tốt của đội tuyển Việt Nam. Cơ hội lại đến với đội bạn. Vẫn còn. Và chúng ta đã có điểm. Sau một loạt những tình huống phòng thủ đầy kiên cường thì thành quả xứng đáng đã đến với đội tuyển Việt Nam. Đó là pha xử lý của Bích Thủy. Và trận đấu đã kết thúc